Mô Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em đang cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin đó là chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 2.0 ATH sản xuất là 2019 Xe tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu Có ngoại thất là màu đen Nội thất ghế da của chiếc xe cũng trang bị là hệ thống ghế da màu đen Làm bánh cõng đường là khoảng 40.000 km Trang bị full đầy đủ các tính năng như màn hình DVD cam lùi để lộ điện, điều hòa auto, gương à, kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Tổng quan chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng ngoại thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Xe thì hiện đang có mặt tại cửa hàng việt Nguyên Auto số 575961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng ca hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách ép mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đây là những cái chi tiết về hệ thống gương kính chỉnh điện của chiếc xe anh chị có thể tham quan. Cùng với những cái chi tiết sơn si của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba để anh chị và các bạn có thể kiểm tra đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này tránh được những cái xe bị tai nạn hay ngập nước giúp anh chị và các bạn có thể an tâm sử dụng và những cái bác mà không hiểu biết về xe thì mình có thể yên tâm chọn lựa xe đây là những cái chi tiết về hệ thống keo chỉ cũng như phần đinh tán ốc áp của chiếc xe để các bác có thể tham quan và đánh giá khi anh chị và các bạn xem mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình ta cùng trao đổi và nhận các ưu đãi từ cửa hàng Xe thì có một dàn nốt theo xe, sơ cua chưa hạ, cũng đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng nên anh chị bạn thì mang vào kiểm tra. Dọc thân xe thì với trang bị là bậc lên xuống là bậc cứng rồi. Vâng là cái những cái phần chi tiết hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng như là cái phần cánh cửa. Các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em. Khi anh chị và các bạn xem mà đang thắc mắc chỗ nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân đối. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ốc bản lề và hệ thống bậc lên xuống. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp này, các bác có thể tham quan cùng em này. Những đường LED chi tiết rồi là những phần trần xe. Chất lượng từ những cái phần à, ghế ngồi nó vẫn giữ được độ đẹp. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe, thời gian vay cũng như là lãi suất thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Đây là những phần ốp chống xước của chiếc xe được bác chủ nâng cấp đầy đủ. Phải nói là bác chủ bác cũng rất là giữ gìn. Chăm chút cẩn thận cho chiếc xe. Do lần đời thì bác mới thay thế thôi. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi trang bị ghế chỉnh điện. Với những chất lượng chi tiết từ những con ốc ngoàm cửa này. Rồi những cái phần ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe. Tính năng công nghệ an toàn thì nó trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo vật trên gương này, cân bằng điện tử, chống trơn trượt, rồi là hệ thống chống bó cứng phanh, cùng rất nhiều tiện nghi khác nữa ở trên mẫu xe để trải nghiệm đầy đủ. Em mời chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm những cái tính năng công nghệ an toàn của chiếc xe. Xe có trang bị màn hình giải trí, trang bị là màn hình nồi rồi cùng với điều hòa tự động với các tính năng tiện ích của chiếc xe anh chị có thể tham quan và với chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 2.0 ATH đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội với biển Hà Nội này anh chị các bạn mua về sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển và mình chỉ mất phí đổi biển thôi cùng với 2% lệ phí trước bạn lệ phí trước bạn của chiếc xe này thì 2% tương đương vào khoảng hơn 10 triệu gì đấy tổng quan chi tiết về cái phần ốc ác của chiếc xe anh chị có thể tham quan và chiếc xe hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 535 triệu giá lại thì em vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình nên anh chị và các bạn đang có nhu cầu có thể liên hệ em để ta cùng trao đổi và nhận được các ưu đãi mới nhất từ cửa hàng tại thời điểm anh chị và các bạn xem xe thì giá nó có thể thay đổi nên các bác có thể liên hệ em để nhận được cái thông tin chính xác nhất còn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Rất mong anh chị và các bạn quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến cho em ở phần bình luận để có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.